Wow, đây là một đám đông lớn. Cảm ơn rất nhiều mọi người. Cảm ơn rất nhiều mọi người. Và một lời chào đặc biệt đến New York và một nơi gọi là Long Island, nơi mà tôi biết rất rõ. Và rất vui khi được trở lại tiểu bang mà tôi yêu, với hàng ngàn người dân New York yêu nước đầy tự hào, những người thật sự là trái tim và linh hồn của nước Mỹ. Chúng ta biết điều đó. Và lý do tôi có mặt ở đây, vì đã từ nhiều thập kỷ rồi, điều này chưa từng xảy ra, chưa từng được thực hiện trong một thời gian dài. Nhưng chúng ta sẽ chiến thắng ở New York. Và đó là lần đầu tiên trong nhiều, rất nhiều năm, một người thuộc đảng Cộng Hòa có thể nói điều đó một cách chân thành. Và chúng ta sẽ làm được. Chúng ta phải làm được. Chúng ta sẽ làm được. Và khi cuộc bầu cử toàn quốc kết thúc, chúng ta sẽ tiếp quản Tòa Bạch Ốc và sửa chữa đất nước của chúng ta, được không? Chúng ta sẽ sửa chữa đất nước của chúng ta. Như các bạn đã biết, 3 ngày trước đây đã có thêm một vụ ám sát nhằm vào tôi. Tôi không biết rằng mình sẽ nói điều này. Đây là lần thứ 2 trong vòng 8 tuần bởi một kẻ bạo lực thuộc nhóm cực tả. Tên sát thủ ác độc này đã tiếp cận trong phòng vài trăm mét nơi tôi đang đứng. Nhưng may mắn thay, các đặc vụ xuất sắc của lực lượng bật vụ, và họ thật sự rất xuất sắc, họ đã phát hiện ra nòng súng của hắn trong bụi cây. Các bạn có thể tin được không? Các bạn có thể tin được không? Ông ấy đã nhìn thấy nòng súng lớn ló ra một chút từ bụi cây rậm rạp, và ông ấy nhanh chóng hành động để ngăn chặn kẻ tấn công trước khi tôi lọt vào tầm ngắm của hắn. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình đến lực lượng mật vụ Hoa Kỳ, những người đã có mặt hôm đó, và tất cả các cảnh sát trưởng và lực lượng thực thi pháp luật ở Florida, những người anh hùng đã giúp bắt giữ kẻ tấn công. Và nhân tiện, các bạn có thể đã nghe câu chuyện này. Đặc vụ mật vụ đã rút súng và bắt đầu bắn. Ông ấy nói rằng thấy nòng súng. Ông ấy không nói chuyện như nhiều người khác. Họ thường nói, chào ngài. Ngài muốn nói về điều gì? Ngài có muốn nói về thời tiết không? Không, ông ấy đã rút súng ra và bắt đầu bắn vào hắn ta. Và kẻ ác, nhưng hãy nghĩ xem, điều này chỉ có thể xảy ra với một phụ nữ, vì đàn ông không đủ thông minh. Tôi ghét phải nói với bạn điều này. Các anh bạn, hắn đã đánh rơi súng. Xe của hắn đổ cách đó một dãy nhà, và hắn bắt đầu chạy. Họ đã nhìn thấy hắn và hắn cứ chạy, chạy mãi. Và một phụ nữ lái xe, hoàn toàn vô tình, nói, người này trông có vẻ không ổn chút nào, trông rất khả nghi. Cô ấy đã theo dõi hắn, lái xe đến phía sau xe của hắn, và bắt đầu chụp ảnh biển số xe. Các bạn có tin được không? Cô ấy đã chụp ảnh biển số xe một cách hoàn hảo, như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Cô gửi chúng cho cảnh sát trưởng và nói, tôi vừa nhìn thấy một người đàn ông có điều gì đó rất lạ đang diễn ra. Ai mà làm được điều đó đúng không? Chỉ có phụ nữ, đúng vậy. Chỉ có phụ nữ mà thôi. Hôm nay tôi đã hỏi cảnh sát trưởng, thưa ngài, nếu có 1.000 sự kiện như vậy, sẽ có bao nhiêu người làm điều đó, nam hay nữ? Bao nhiêu người sẽ theo dõi hắn, chụp ảnh biển số xe và cả loại xe mà hắn đang lái? Ông ấy trả lời, có lẽ chẳng ai cả. Vì vậy cô ấy là một anh hùng.
Tôi đã có cơ hội gặp cô ấy, và nhờ điều đó, họ đã có thể bắt được hắn rất nhanh trên nhiều con đường cao tốc ở Florida. Họ đã bắt được hắn và rất nhanh chóng. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời. Vì vậy, xin gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng tôi đến đặc vụ và người phụ nữ tuyệt vời đó. Những gì mà các bạn đã làm là vô cùng đáng nể. Những gì người dân và lực lượng thực thi pháp luật ở đất nước chúng ta làm thật sự là phi thường. Tối nay, tôi cũng muốn gửi một thông điệp trực tiếp đến Kamala Harris. Các bạn đã nghe về bà ấy chưa? Nhân tiện, bà ấy vừa được đánh giá là thượng nghị sĩ tự do nhất tại Thượng viện Hoa Kỳ, thậm chí còn thuộc cánh tả hơn cả Bernie Sanders và Pocahontas. Đúng vậy, bà ấy còn thuộc cánh tả hơn cả Bernie Sanders và Elizabeth Warren. Tôi cũng muốn gửi thông điệp này đến Kamala Harris, các chính trị gia đảng dân chủ cực tả và truyền thông giả mạo. Hãy nhìn xem có bao nhiêu kẻ ở đó. Chúng ta phải giành lại truyền thông của mình. Chúng ta phải lấy lại họ. Nhưng thông điệp là đã đến lúc dừng lại những lời dối trá, những trò lừa bịp, những lời vu khống, những vụ kiện giả mạo chống lại tôi, và ngừng việc tuyên bố rằng các đối thủ của các bạn sẽ biến nước Mỹ thành một chế độ độc tài. Thôi nào, vì sự thật là tôi không phải mối đe dọa cho nền dân chủ mà là họ. Họ đang làm những điều trong chính trị mà chưa từng có trong lịch sử đất nước chúng ta. Và tệ nhất là với chính sách biên giới mở và những cuộc bầu cử tồi tệ, họ đã biến chúng ta thành một quốc gia thế giới thứ ba, điều mà không ai có thể nghĩ là có thể xảy ra. Người Mỹ xứng đáng có một chiến dịch dựa trên các vấn đề thực tế. Chúng tôi cố gắng giữ chiến dịch của mình xoay quanh các vấn đề. Và Chúa đã cứu sống tôi. Phải chăng là ý Chúa? Cảm ơn. Không phải một lần mà là hai lần. Có những người nói rằng chính Ngài đã làm điều đó. Bởi vì Trump sẽ thay đổi bang này, ông ấy sẽ thay đổi đất nước này, và ông ấy sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Và có thể chúng ta sẽ mang tôn giáo trở lại đất nước của mình. Những lần đối mặt với cái chết này không làm giảm ý chí của tôi, mà thật ra đã giúp tôi có một sứ mệnh lớn hơn và mạnh mẽ hơn. Chúng chỉ làm tăng quyết tâm của tôi để sử dụng thời gian của mình trên trái đất này nhằm làm cho nước Mỹ trở nên vĩ đại hơn cho tất cả người dân Mỹ. Để đặt nước Mỹ lên trên hết, tôi sẽ đặt nước Mỹ lên trên hết. Sáng nay tôi rất vinh dự khi nhận được sự ủng hộ của các thành viên nghiệp đoàn Teamster. Tôi yêu Teamster. Họ đã vận chuyển tất cả bê tông cho những tòa nhà tôi xây dựng ở New York. Họ đã vận chuyển những chiếc xe tải lớn và đẹp nhất mà các bạn từng thấy. Họ đã vận chuyển bê tông cho tất cả những tòa nhà tôi đã xây dựng ở New York. Nhưng các bạn biết đấy, điều này đã không xảy ra trong nhiều thập kỷ rồi. Chúng tôi đã giành được đa số áp đảo ở các chi nhánh địa phương và các thành viên. Và vì vậy, tổ chức quốc gia đã từ chối ủng hộ ứng cử viên đảng Dân Chủ lần đầu tiên trong rất nhiều thập kỷ. Tôi cũng muốn cảm ơn Chủ tịch Teamster, ông Sean O'Brien, một người đàn ông tuyệt vời, vì tất cả các thành viên tuyệt vời của Teamster trên toàn quốc, vì đây thật sự là một bất ngờ. Họ luôn ủng hộ đảng Dân Chủ một cách tự động trong rất nhiều thập kỷ. Nhưng các bạn biết không, họ đã nhìn bà ta và nói, chúng tôi sẽ không đi theo bà ta. Tôi rất tiếc, đây là những con người mạnh mẽ. Và cùng nhau, chúng ta sẽ bảo vệ biên giới của mình,
chúng ta sẽ bảo vệ người lao động của chúng ta. Chúng ta sẽ bảo vệ công việc của chúng ta. Chúng ta sẽ xây dựng lại đất nước của mình bằng kỹ năng, lòng tự hào và lao động của người Mỹ. Và nhân tiện, chúng ta nên dành một tràng pháo tay cho họ, đặc biệt là vì những gì họ đã làm và cách họ đã bỏ phiếu hôm nay. Nếu họ bỏ phiếu ngược lại thì tôi đã không cảm ơn họ đâu. Nhưng các thành viên Teamster đã xây dựng sân vận động tuyệt đẹp này cho sự kiện tối nay. Cảm ơn các thành viên Teamster. Cảm ơn các bạn. Các bạn đã làm rất tốt. Đối với mọi người Mỹ chăm chỉ, dù bạn sống ở bang đỏ, bang dao động hay bang do đảng Dân Chủ thất bại quản lý, năm nay chúng ta cần bầu chọn cho tất cả các thành viên đảng Cộng Hòa trên toàn bộ lá phiếu. Chúng ta phải dọn dẹp và chấn chỉnh lại đất nước của mình. Với lá phiếu của các bạn, chúng ta sẽ giải cứu đất nước của mình. Chúng ta sẽ giải cứu các bang do đảng Dân Chủ điều hành. Và chúng ta sẽ bắt đầu công việc cứu lấy bang New York tuyệt vời. Như vậy có được không? Khi tôi nói với vài người ở Washington rằng, vâng, tôi sẽ đến New York và có một bài phát biểu vận động tranh cử, họ nói, ý ông là gì khi nói đến New York? Ông không bao giờ có thể, không ai có thể thắng, đảng Cộng Hòa không thể thắng. Họ nói rằng tôi không thể thắng ở New York, nhưng chúng ta sẽ thắng ở New York. Và nếu bạn bầu cho tôi sẽ giảm thuế của bạn, giảm tội phạm và giảm mức độ căng thẳng của các bạn. Vì các bạn có rất nhiều căng thẳng. Điều duy nhất tôi sẽ tăng là thu nhập của các bạn và tình yêu dành cho tiểu bang của các bạn sẽ bùng cháy trở lại. Trong suốt lịch sử nước Mỹ, từ thế hệ này sang thế hệ khác, New York luôn đặt ra tiêu chuẩn cho cuộc sống người Mỹ và đó là một tiêu chuẩn cao. Các thành phố của chúng ta từng là trung tâm của kinh doanh, nghệ thuật và văn hóa. Đường phố, cảng và các tuyến đường thủy của chúng ta từng là những huyết mạch của thương mại Mỹ. Thật sự là huyết mạch. Và những thị trấn như Levittown, Hicksville, Huntington là những thị trấn tuyệt vời. Nơi các bạn lớn lên, yêu mến và gắn bó. Nhưng hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra với New York và các bang khác. Tất cả đều do đảng Dân Chủ cực tả quản lý. Từng ngành công nghiệp nặng của chúng ta đã bị xuất khẩu ra nước ngoài. Và tầng lớp trung lưu của chúng ta đã bị tàn phá ngay tại quê nhà. Giá nhà ở tăng không kiểm soát. Lạm phát đã khiến một gia đình trung bình phải chi trả thêm $28,000. Hãy nghĩ mà xem, chưa đầy 4 năm, $28,000. Và chúng ta có những khu lều trại bẩn thỉu, khủng khiếp, nguy hiểm của những người nghiện ngập và vô gia cư sống ở những nơi mà trước đây con cái chúng ta từng chơi bóng chày. Bây giờ chúng không còn chơi được nhiều nữa, phải không? Trong 3 năm qua ở thành phố New York, số vụ cướp đã tăng 29%, số vụ tấn công trọng tội tăng 36%, số vụ trộm cắp lớn tăng 42%, và số vụ cướp xe hơi tăng 75%. Bạn có mua một chiếc xe hơi mới gần đây không? Mỗi tháng có 200 sĩ quan cảnh sát rời khỏi sở cảnh sát New York, những con người tuyệt vời mà tôi luôn gọi là những người giỏi nhất New York. Họ rời bỏ mỗi tháng 200 người. Các bạn tin nổi không? Họ là những người tuyệt vời. Các chuyến tàu và tàu điện ngầm thì dơ bẩn và không an toàn. Giải phân cách trên các con đường cao tốc của chúng ta, những nơi họ đã chi rất nhiều tiền để xây dựng, đang xuống cấp và mục nát. Doanh nghiệp thì rời đi, trong khi những đám đông người di cư bất hợp pháp được ở trong các khách sạn sang trọng bằng tiền thuế của các bạn. Trong khi các cựu chiến binh vĩ đại của chúng ta thì sống ở ngoài đường, phải chịu cái lạnh hoặc nóng như thiêu đốt ngay bên ngoài lối vào chính của khách sạn nơi người di cư đi vào. Hãy nghĩ về điều đó. Hãy nghĩ mà xem. Chúng ta có những cựu chiến binh nằm trên đường phố, sống trong điều kiện tồi tàn, có khi lạnh giá, có khi nóng bức. Và họ nhìn những người vừa mới vào đất nước của chúng ta và lên thẳng tầng 17 của dãy phòng hạng sang. Đất nước chúng ta đã trở nên điên rồ đến mức nào? Và bạn có thể tưởng tượng những cựu chiến binh đó sẽ nói những gì khi chứng kiến cảnh này không?
Nhưng hãy nghe điều này. Bạn có thể tưởng tượng những người di cư đó sẽ nghĩ gì không? Họ nói, bạn có tin được không? Chúng tôi vừa đến từ những nơi mà trong nhiều trường hợp họ từng bị giam trong tù, và bây giờ chúng tôi lại được sống trong khách sạn. Trong khi các cựu chiến binh của chúng ta phải sống trên đường phố, những người di cư lại ở trong những phòng suýt. Vì vậy, tôi nói với người dân New York rằng, với tình trạng tội phạm ở mức cao kỷ lục, với những kẻ khủng bố và tội phạm đang tràn vào, và lạm phát đang bào mòn cuộc sống của các bạn, hãy bầu cho Donald Trump. Các bạn còn gì để mất nữa? Các bạn có gì để mất không? Hãy suy nghĩ mà xem. Các bạn còn gì để mất? Các bạn biết đấy, một số người trong các bạn có thể nhớ rằng đó là một cụm từ tôi đã sử dụng cho cộng đồng người da đen của chúng ta vào năm 2016. Tôi đã nói rằng, với điều kiện nhà ở tồi tệ nhất, giáo dục tệ nhất, cái này tệ nhất, cái kia tệ nhất, tỷ lệ tội phạm cao nhất, tôi đã liệt kê 12 điều khác nhau, và đó không phải là trong kịch bản. Tôi đã nghĩ điều đó thật kinh khủng. Và tôi đã nói khi đó tôi chỉ có khoảng 2% sự ủng hộ không tốt lắm. Và tôi đã nói với cộng đồng người da đen trước mặt tôi, hãy bầu cho Trump, các bạn còn gì để mất nữa. Tôi đã nói điều đó. Và các bạn biết điều gì đã xảy ra không? Tôi đã bị chỉ trích nặng nề khi bước ra phía sau sân khấu. Nhưng tôi không giống Biden, tôi phản ứng lại với người của mình, nhớ nha. Chúng tôi vẫn còn ký xét mà. Họ nói, thưa ngài, đó là điều tồi tệ để nói. Tôi hỏi điều gì cơ? Họ trả lời, khi ngài nói các bạn còn gì để mất. Điều đó thật tồi tệ, thật xúc phạm, thật kinh khủng. Tôi nói nhưng đó là sự thật. Các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Ngày hôm sau, tôi tăng thêm 10 điểm trong cộng đồng người da đen. Và bây giờ, nhờ tất cả những gì chúng tôi đã làm, chúng tôi đang có mức độ ủng hộ cao nhất của người da đen trong lịch sử đảng Cộng Hòa. Và nhân tiện, sự ủng hộ từ cộng đồng người gốc Tây Ban Nha thì sao? Chúng ta có ai gốc Tây Ban Nha ở đây không? Sự ủng hộ từ cộng đồng gốc Tây Ban Nha đang tăng vọt. Họ không biết phải làm gì về điều đó. Nó đang tăng vọt. Và chúng tôi vừa có một số kết quả khảo sát rất tốt. Tôi nghĩ cuộc khảo sát chính xác nhất trong 8 hoặc 9 năm qua là của Rasmussen. Họ vừa công bố một cuộc khảo sát cho thấy chúng tôi đang dẫn trước 5 điểm. Chúng tôi đang dẫn trước 5 điểm. Lẽ ra chúng tôi phải dẫn trước 35 điểm mới phải, thật lòng mà nói. Nhưng các bạn biết đấy, một số người khó có thể từ bỏ thói quen cũ. Đó thực sự là vấn đề. Vì vậy, tôi nói với các bạn, hãy bầu cho Trump và tôi sẽ thay đổi mọi thứ rất nhanh chóng. Nếu có thêm 4 năm nữa của Kamala Harris, bang New York sẽ giống như một quốc gia thế giới thứ ba, nếu nó chưa phải là như vậy rồi. Tôi nghĩ là nó đã như vậy. Với Trump, tiểu bang Empire sẽ một lần nữa trở thành niềm ghen tị của toàn thế giới. Chúng ta sẽ không còn tội phạm, chỉ còn thành công. Và không giống như chế độ cực tả hiện tại của đảng Dân Chủ, tôi không bị điều khiển bởi ý thức hệ đảng phái, mà bởi những kết quả và bởi sự hợp lý của người New York. Đó là lẽ thường tình, đúng không? Đúng vậy, đó là lẽ thường tình. Các bạn biết đấy, tôi thích nói rằng đảng này là một đảng tuyệt vời. Tôi thích nói rằng đảng thật sự của chúng ta là những người bảo thủ và tất cả những điều đó, đúng không? Nhưng các bạn biết chúng ta thật sự là ai không? Chúng ta thật sự là những người biết sử dụng lẽ thường tình. Chúng ta cần tường biên giới. Chúng ta cần các cuộc bầu cử tốt. Chúng ta muốn thuế thấp. Chúng ta muốn có những cảnh sát tuyệt vời được chăm sóc tốt. Chúng ta không muốn cắt giảm ngân sách cảnh sát.
Chúng ta là đảng của lẽ thường tình hơn bất cứ điều gì khác, và điều đó đang nhận được nhiều sự ủng hộ. Điều đó đúng. Trong tuần đầu tiên khi trở lại phòng bầu dục, tôi sẽ làm sạch và gọi điện cho thống đốc và các thị trưởng trên khắp tiểu bang của các bạn. Tôi sẽ nói với họ rằng đã đến lúc chúng ta cần hợp tác với nhau. Họ chủ yếu là đảng viên đảng Dân Chủ, nhưng đã đến lúc phải làm việc cùng nhau vì lợi ích của người dân. Chúng ta sẽ làm được, dù phải chịu đựng mọi sự đàn áp từ hệ thống tư pháp tham nhũng ở New York, một hệ thống rất thối nát. Tôi vẫn yêu người dân của bang này và muốn đóng góp lại cho các bạn. Tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời và tôi muốn đền đáp lại các bạn. Chúng ta sẽ trao lại những gì thuộc về các bạn. Chúng ta sẽ làm cho thành phố và tiểu bang này trở nên tuyệt vời một lần nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng lại đường xá, cầu cống, đường cao tốc và sân bay của chúng ta. Chúng ta xuống cấp, đang sụp đổ. Chúng ta sẽ cải tạo lại hệ thống tàu điện ngầm của New York. Ôi, thật đẹp làm sao. Tôi từng đi học bằng tàu điện ngầm. Các bạn có tin được không? Ý tôi là, tôi thích nói rằng điều đó không lâu lắm, nhưng có lẽ cũng đã lâu rồi. Các bạn nghĩ sao, Bruce? Chắc là đã lâu rồi. Cha mẹ tôi từng đưa tôi đến tàu điện ngầm, và tôi sẽ đến Union Turnpike hoặc bất kỳ nơi nào. Họ không hề lo lắng rằng tôi sẽ biến mất. Họ sẽ đưa tôi đến tàu điện ngầm và nói, chào con yêu, tạm biệt. Nếu bạn làm điều đó hôm nay, có khoảng 75% khả năng bạn sẽ không bao giờ gặp lại con mình nữa. Điều quái gì đã xảy ra ở đây? Điều gì đã xảy ra vậy? Chúng ta sẽ cải tạo lại hệ thống tàu điện ngầm của New York để thành phố vĩ đại nhất thế giới một lần nữa có được hệ thống giao thông công cộng tốt nhất trên thế giới. Các bạn có những điều cơ bản, chúng ta phải dọn dẹp, phải chăm sóc nó, phải dành cho nó một chút yêu thương. Và chúng ta phải đuổi những tên tội phạm ra khỏi đó. Chúng ta sẽ một lần nữa ủng hộ những cảnh sát tuyệt vời của chúng ta, những người giỏi nhất của New York. Các bạn biết đấy, tôi nhận được sự ủng hộ. Điều này rất quan trọng với tôi. Tôi nghĩ đối với các bạn, mọi nhóm cảnh sát trong cả nước đều ủng hộ tôi. Hôm trước, tổ chức huynh đệ cảnh sát, tổ chức lớn nhất, đã dành cho chúng tôi sự ủng hộ tuyệt đối với 400.000 cảnh sát và một sự ủng hộ nhất trí. Chúng tôi nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người. Tất cả mọi người. Chúng ta sẽ làm việc với các thị trưởng và thống đốc để xây dựng lại lực lượng cảnh sát đã bị cắt giảm và suy kiệt của các bạn, bao gồm cả lực lượng cảnh sát tốt nhất của New York và NYPD. Tôi biết rất nhiều về họ và yêu mến họ. Tôi từng làm việc tại Brooklyn. Tôi có một văn phòng với cha tôi ở Brooklyn và chúng tôi thường đến White Castle. Có ai đã từng đến White Castle chưa? Và cha tôi sẽ nói, không, đó là nơi tốt nhất. Chỉ 12 xu một cái hamburger. Các bạn có nhớ 12 xu không, Bruce? Bruce, cậu giỏi quá. Một trong những người xuất sắc nhất. Cậu đã thắng lợi một cách bất ngờ. Các bạn biết đấy, đây là một đảng viên Cộng Hòa. Cậu ấy đã tranh cử vài lần, không thể thắng được cái nhóm đảng Dân Chủ gian lận đó. Cuối cùng cậu ấy đã thắng và làm rất tốt. Giờ đây cậu ấy không thể bị đánh bại. Thậm chí họ còn không cử ai ra tranh cử đối đầu với cậu ấy. Thật tuyệt vời. Thật sự tuyệt vời. Chúng ta có rất nhiều người như vậy. Joe Caro cũng ở đây. Joe, chúng ta sẽ thắng chứ. Bạn nghĩ sao, Joe? Đừng đùa với Joe nhé. Joe, chúng tôi yêu quý bạn. Và gia đình bạn cũng rất tuyệt vời. Nhưng tôi sẽ ngăn chặn làn sóng tội phạm của Kamala và chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể. Chúng ta sẽ tống những tên tội phạm bạo lực này vào tù. Chúng ta sẽ đuổi chúng ra khỏi đất nước. Chúng ta sẽ đưa chúng trở về nơi mà chúng đến. Vài tháng trước, tôi đã gặp gia đình đau buồn của một cảnh sát thành phố New York, Jonathan Driller. Các bạn có biết Jonathan Driller không? Tôi đã hy vọng gia đình của anh ấy có thể ở đây. Anh ấy chỉ mới 31 tuổi, bị bắn chết trong một vụ kiểm tra giao thông bởi một tên côn đồ tàn ác, để lại người vợ tuyệt vời Stephanie và gia đình, cùng với con trai 1 tuổi. Thật là một cậu bé tuyệt vời. Họ có đây không? Stephanie có đây không? Bởi vì bạn biết đấy, đó là một mối liên kết. Và cô ấy đã rất tuyệt vời. Tôi nghĩ cô ấy có mặt ở đây. Thật khó khăn khi bạn có đến 19.000 người tham dự.
Stephanie, không giống như nhiều người bạn khác của tôi, không muốn được tán dương. Thật lòng mà nói, điều cô ấy muốn hơn cả là có chồng mình trở lại. Đó là điều cô ấy muốn. Cô ấy không cần sự tán dương. Tôi có những người bạn khác. Nếu bạn nhắc đến họ, họ sẽ nhảy lên sân khấu ngay. Tôi đây. Stephanie thì không như vậy. Thật là một gia đình tuyệt vời. Và anh ấy là một người tuyệt vời. Tên tội phạm bị buộc tội đã sát hại giả mang sĩ quan Triller trước đó đã bị NYPD bắt giữ đến 21 lần, đúng không? 21 lần, Bruce. Và đồng phạm lái xe đã bị bắt 14 lần. Nhưng thực tế hắn còn tệ hơn, hắn còn hung ác hơn nhiều, 14 lần. Nhưng thực sự hắn còn hung ác hơn nhiều. Đây là loại câu chuyện mà chúng ta nghe thấy hàng ngày dưới các chính sách của đảng Dân Chủ cực tả. Như chính sách bảo lãnh không tiền mặt. Bạn giết người, và chỉ sau 2 giờ bạn đã có mặt ngoài đường. Chính sách bảo lãnh không tiền mặt đã là một thảm họa cho đất nước chúng ta. Kamala Harris muốn đó. Dù đi tới đâu, bà ấy cũng khoe khoang về việc mình là người lãnh đạo phong trào bảo lãnh không tiền mặt, giống như bà ấy từng dẫn đầu nỗ lực cắt giảm ngân sách cảnh sát. Các bạn biết đấy, bà ấy là người lãnh đạo nỗ lực cắt giảm ngân sách cảnh sát, và bây giờ bà ấy đang tranh cử tổng thống. Nhưng một thời gian trước đây, như mọi thứ khác, bà ấy nói không với khai thác dầu khí, không với việc này, không với việc kia, và rồi bà ấy thay đổi ý kiến. Giờ thì bà ấy nói rằng mình thích cảnh sát. Bà ấy không thể nói yêu, nhưng bà ấy nói thích. Đó là một bước tiến lớn. Nhưng các bạn biết đấy, điều đầu tiên bà ấy sẽ làm là quay lại việc cắt giảm ngân sách cảnh sát, nếu điều đó có thể xảy ra. Nhưng khi tôi trở lại phòng bầu dục, sự điên rồ này sẽ chấm dứt, và trật tự pháp luật sẽ trở lại với đất nước chúng ta. Một bộ tư pháp liên bang được cải tổ hoàn toàn sẽ cung cấp một khoản tài trợ lớn cho an ninh công cộng ở New York và các thành phố khác do đảng Dân Chủ điều hành. Nhưng đổi lại, họ sẽ trao lại sự bảo vệ và sự tôn trọng cho cảnh sát chúng ta. Chúng ta sẽ chăm sóc cảnh sát của mình và tôn trọng họ. Tất cả mọi người ở đây đều tôn trọng họ. Tôi luôn nói với các sĩ quan rằng, các bạn không biết người dân yêu quý các bạn đến mức nào, nhưng đôi khi họ không cảm nhận được điều đó. Vì những gì đảng Dân Chủ làm với họ, chúng ta sẽ chấm dứt các chính sách thành phố trú ẩn gây chết người, bãi bỏ chính sách bảo lãnh không tiền mặt, và quay lại các phương pháp thực thi pháp luật đã được chứng minh hiệu quả, như dưới thời Rudy Giuliani, giúp New York trở thành thành phố an toàn nhất nước Mỹ. Đồng thời, chúng ta sẽ khiến cuộc sống ở tiểu bang New York trở nên dễ chịu hơn, một từ nhỏ thôi, dễ chịu. Một lá phiếu cho Kamala Harris là một lá phiếu cho 4 năm nữa của tình trạng mất việc làm. Hãy nhìn những gì đang diễn ra. Các doanh nghiệp đang cạn kiệt tiền bạc, rút khỏi bang của các bạn. Tiểu bang của các bạn và hàng trăm ngàn người di cư bất hợp pháp đang rút cạn nguồn tài nguyên công cộng của các bạn. Các bạn biết không? Tôi đã nghe nói suốt 20 năm qua rằng thành phố New York không có tiền. Thế mà họ lại chia ra 3 tỷ đô la cho những người di cư bất hợp pháp. Họ không nhận được khoản tiền này từ chính phủ liên bang. Bạn tự hỏi, họ không bao giờ có tiền. Nhưng lại có 3 tỷ đô la để chăm sóc những người vào đất nước chúng ta một cách bất hợp pháp. Có hợp lý không? Nhưng theo kế hoạch kinh tế của Trump, chúng ta sẽ giảm một nửa giá năng lượng của các bạn trong vòng 12 tháng. Giảm một nửa vì chúng ta có rất nhiều vàng đen dưới chân mình mà không sử dụng tới. Chúng ta là phải đến những nơi như Venezuela, trong khi chúng ta có nhiều hơn cả Nga, nhiều hơn cả Ả Rập Saudi. Các bạn nhớ không? Tôi đã được phê duyệt dự án ở Alaska. Đó là địa điểm lớn nhất ở bất cứ đâu trên thế giới. Có lẽ lớn hơn cả Ả Rập Saudi và Nga. Và họ đã làm gì trong tuần đầu tiên tại nhiệm? Ronald Reagan đã cố gắng rất nhiều nhưng không thành công. Còn tôi đã làm được. Địa điểm lớn nhất thế giới ở Alaska. Và trong tuần đầu tiên tại nhiệm, họ đã bãi bỏ nó. Chúng ta sẽ sớm lấy lại nó. Tôi hứa với các bạn điều đó. Chúng ta sẽ nhanh chóng đánh bại lạm phát. Chúng ta sẽ giảm giá xuống. Họ chỉ làm điều này, nhưng giá cả lại tăng lên 55 hoặc 60%. Những người từng có một cuộc sống thoải mái 4 năm trước đây,
giờ đây không đủ tiền mua một quả táo. Họ đã cho thấy hình ảnh một người phụ nữ. Hôm trước tôi nói thật là buồn. Điều đó không nên xảy ra ở đất nước chúng ta. Bà ấy đến quầy thanh toán, mang theo ba quả táo. Và khi đến trước quầy, bà nhận ra mình không đủ tiền để mua một quả táo. Bà ấy đã phải trả lại một quả và chỉ mua hai quả. Điều đó không nên xảy ra ở đất nước của chúng ta. Không nên chút nào. Chúng ta sẽ giảm lãi suất, giảm chi phí bảo hiểm, và bảo hiểm hiện nay thật kinh khủng. Và chúng ta sẽ giảm thuế của các bạn một cách mạnh mẽ. Tôi đã giảm thuế lớn nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Và chúng ta sẽ tiếp tục. Kamala Harris, nếu bạn nhìn vào kế hoạch của bà ấy, sẽ đơn giản là nâng mức thuế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Bà ấy sẽ tăng thuế của các bạn. Đây là người duy nhất mà tôi từng thấy. Và Biden cũng vậy. Họ tuyên bố rằng họ sẽ tăng thuế của các bạn. Và điều đó được cho là tốt về mặt chính trị. Tôi không nghĩ vậy. Tôi không biết. Anthony, tôi chưa bao giờ thấy điều đó trước đây. Nơi mà họ nói rằng họ sẽ tăng thuế của bạn. Họ sẽ tăng thuế của bạn. Bầu cho tôi sẽ tăng thuế của bạn. Bạn có tin được không? Tôi đã phạm sai lầm. Tôi không nên nói điều đó vì báo chí sẽ nói rằng bầu cho tôi sẽ tăng thuế của bạn. Họ sẽ quy cho tôi là người đã nói điều đó. Tôi không thể làm vậy được. Tôi đã nói với đệ nhất phu nhân tuyệt vời của chúng ta rằng tôi sẽ không còn mỉa mai nữa. Khi bạn đùa giỡn hoặc mỉa mai, báo chí giả mạo sẽ lấy những câu chuyện như thế và nói rằng tôi đã nói tôi sẽ tăng thuế của các bạn. Tôi sẽ nói rằng bầu cho tôi sẽ tăng thuế của các bạn. Nhưng chỉ là đùa thôi. Những người này thật tồi tệ. Khi tôi bắt chước Joe Biden vì ông ta không thể rời khỏi sân khấu, tôi đã bắt chước ông ấy vì ông ấy không thể tìm thấy cầu thang. Ông ấy nhìn quanh sau khi kết thúc bài phát biểu. Bài phát biểu chỉ kéo dài khoảng 3 phút, có khi còn ít hơn thế. Và rồi ông ấy muốn rời khỏi sân khấu, lúc nào cũng như vậy. Nhưng các bạn nhớ đấy, chúng ta không đấu với ông ta, mà đang đấu với một người còn tệ hơn nhiều. Sẵn sàng chứ? Và rồi ông ấy sẽ đi thế này. Rồi đi theo hướng khác, thật kỳ lạ. Mật vụ đã làm việc rất tốt. Họ sẽ lên sân khấu và đưa ông ấy ra khỏi đó. Ngày hôm nay, chúng ta có 4 hoặc 5 bậc thang. Lúc nào cũng có 4, 5, 6 bậc thang. Càng là tài sản của chính phủ thì càng nhiều bậc thang. Nhưng luôn luôn có nhiều bậc thang. Tôi đã nói với đệ nhất phu nhân tuyệt vời của chúng ta, người có thể thu hút đám đông. Em có xem anh tối nay trên TV không? Mọi người yêu quý đệ nhất phu nhân của chúng ta lắm đúng không? Hãy ra ngoài và mua cuốn sách của cô ấy. Cô ấy vừa viết một cuốn sách. Hy vọng cô ấy đã nói những điều tốt về anh. Anh không biết nữa. Anh bận quá. Cô ấy vừa viết một cuốn sách tên là Millennia. Hãy ra ngoài và mua nó. Rất hay đấy. Và nếu cô ấy nói gì không tốt về anh sẽ gọi cho tất cả các bạn và bảo đừng mua nó. Vứt nó đi. Không đâu, cô ấy đã nói với tôi. Tôi nói, em yêu, em có thấy đám đông không? Chúng ta có 18.000 người. Chúng ta có thể đã lấp đầy gấp 3-4 lần. Brooks Blackman nói với anh rằng, nếu chúng ta tổ chức ở một sân vận động hoặc công viên, chúng ta sẽ có hơn 100.000 người. Vì vậy, tôi gọi cho vợ mình và nói, em yêu, ai có thể thu hút đám đông như vậy? Không ai có thể thu hút đám đông như anh cả. Không ai. Thậm chí không ai gần bằng. Anh là vĩ đại nhất mọi thời đại. Có lẽ còn vĩ đại hơn cả Elvis. Vì Elvis có cây đàn guitar. Anh thì không có cây đàn guitar. Elvis có guitar. Anh thì không có đặc quyền đó. Nhưng anh nói với em yêu, ai có thể làm được như anh? Không ai làm được như anh. Và cô ấy nói, anh biết đấy. Và tôi nói, bài phát biểu tuyệt vời đến mức nào? Không phải tốt, mà tuyệt vời đến mức nào? Và cô ấy nói, nó ổn, nhưng tóc anh trông tệ quá tối nay. Tệ nhất từ trước tới giờ. Vì vậy tôi nói, bài phát biểu tốt thế nào, đệ nhất phu nhân? Và cô ấy nói, nó tốt, nhưng anh không tìm được đường rời khỏi sân khấu. Tôi chỉ bắt chước Biden thôi. Và họ nói rằng tôi đã làm điều đó, rằng tôi không thể tìm thấy lối ra của mình. Tìm lối trên sân khấu. Không, bạn không thể mỉa mai được. Mỉa mai với truyền thông không hiệu quả đâu. Được chứ? Vì vậy, tôi đã tự bỏ khoảng 90% điều đó. Tôi có tất cả bạn bè của mình ở đây. Anthony. Anthony, đứng lên đi. Anthony Lanino, một trong những người tuyệt vời nhất mọi thời đại.
Ông ấy nói, tôi có một vấn đề kinh doanh lớn. Tôi hỏi, vấn đề gì? Ông ấy đáp, tôi có quá nhiều tiền mặt, tôi không biết phải làm gì với nó. Tôi nói, tôi từng nghe về những vấn đề tồi tệ hơn thế, Anthony, đúng không? Ông ấy đang làm tốt. Ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời, một doanh nhân tuyệt vời và một con người tuyệt vời. Kamala muốn tăng thuế thu nhập, tăng thuế cho doanh nghiệp nhỏ, tăng thuế lãi vốn. Còn thuế lãi vốn thì sao? Bà ấy muốn đánh thuế trên lãi vốn chưa thực hiện. Điều đó có nghĩa là bà ấy muốn tính thuế lãi vốn cho bạn ngay cả khi bạn chưa bán cổ phiếu. Các bạn biết đấy. Tôi biết nhiều người rất giàu, nhưng họ không có tiền mặt. Họ giàu nhưng không có tiền mặt. Nhiều người trong số họ như vậy. Nông dân cũng vậy. Họ có đất đai tuyệt vời, mọi thứ đều tốt. Họ tạo ra thu nhập nhưng không có tiền mặt. Và các bạn biết tôi đã làm gì cho nông dân và doanh nghiệp nhỏ không? Và về thuế, không ai nói về điều này. Tôi đã bãi bỏ thuế thừa kế, hay còn gọi là thuế tử vong, để khi bạn qua đời và để lại tài sản cho con cái mình, những người mà bạn yêu quý. Nếu bạn không yêu con cái mình, thì điều này chẳng có ý nghĩa gì. Có ai trong đấu trường tuyệt vời này không yêu con cái của họ không? Họ đã làm rất tốt khi sửa chữa nơi này. Tôi nhớ cái cũ. Có ai trong đấu trường tuyệt vời này mà giàu có và không để lại tiền cho con cái không? Vì nếu vậy thì những gì họ đã làm cho con bạn sẽ không có ý nghĩa gì. Có ai giơ tay không? 20.000 người mà không có ai giơ tay. Được rồi, ai muốn để lại tiền cho con cái nào? Thế thì tốt. Các bạn biết đấy, ngày xưa, bạn sẽ để lại tiền cho con cái và chuyện gì sẽ xảy ra? Con cái bạn sẽ phải đi vay tiền, chúng sẽ mất hết. Chúng phải vay tiền từ ngân hàng với lãi suất cao. Giờ thì chúng không cần phải làm vậy nữa. Giờ thì bạn có thể để lại trang trại, để lại doanh nghiệp nhỏ của mình cho con cái. Nhưng Kamala muốn chấm dứt điều đó. Bà ấy muốn chấm dứt nó. Bà ấy muốn tăng thuế lên mức mà chưa ai từng nghe thấy trước đây. Và điều đó thật điên rồ. Chúng ta sẽ... Tôi nghĩ người này đang đi tới là một người thông minh. Tôi đã sẵn sàng rồi. Tôi đã như thế này. Các bạn biết đấy. Tôi có một chút vấn đề với tay của mình, đúng không? Thật đáng kinh ngạc. Tôi đã sẵn sàng để bắt đầu chiến đấu. Tôi cảm thấy như người đàn ông này ở hàng ghế đầu. Đứng lên nào được chứ. Người đàn ông mạnh mẽ nhất. Các bạn biết anh ấy không? Các bạn đều biết chứ. Tôi sẽ giới thiệu anh ấy sau để các bạn có thể thấy. Anh ấy là người mạnh mẽ nhất. Nếu có ai bước lên sân khấu, anh ấy sẽ không ngồi yên đâu. Anh ấy sẽ tấn công ngay lập tức. Đúng vậy. Điều đó thật thú vị phải không? Lần đầu tiên điều này từng xảy ra. Tôi nghĩ là anh ấy mới tham gia thì phải. Tôi nghĩ vậy. Ngược lại, tôi sẽ cắt giảm thuế cho các gia đình, doanh nghiệp nhỏ và người lao động, bao gồm việc khôi phục khấu trừ thuế SOT, giúp người dân New York, Pennsylvania, New Jersey và các bang có chi phí sinh hoạt cao khác tiết kiệm hàng nghìn đô la. Tôi sẽ khôi phục việc làm và các nhà máy sẽ đổ về New York. Tôi biết cách làm điều đó tốt hơn bất kỳ ai từng biết. Và chúng ta có thể làm điều đó rất dễ dàng. Mức lương sẽ tăng vọt, chi phí sinh hoạt sẽ giảm. Và tôi sẽ mang lại nền kinh tế vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới cho đất nước chúng ta. Và một trong những nền kinh tế lớn nhất trong lịch sử tiểu bang New York. Một phần quan trọng của việc khôi phục an toàn và cứu nền kinh tế là ngăn chặn làn sóng xâm lược ở biên giới của đất nước chúng ta. Thật điên rồ. Dưới thời Kamala Harris, các bạn biết đấy, bà ấy từng phụ trách biên giới cho đến khi bà ấy bắt đầu nhìn vào tình hình này. Cho đến cuộc đảo chính. Tôi gọi đó là cuộc đảo chính. Bởi vì đó thực sự là một cuộc đảo chính. Nhưng bà ấy từng là người phụ trách biên giới. Bây giờ thì bà ấy nói, tôi chưa bao giờ phụ trách biên giới. Bạn biết đấy, cho bà ấy điều đó. Nhưng bà ấy đã phụ trách biên giới. Và biên giới này là biên giới được quản lý tồi tệ nhất trong lịch sử thế giới. Chưa bao giờ có một biên giới như thế này. 21 triệu người nhập cư bất hợp pháp đang tràn vào từ khắp nơi trên thế giới. Từ các nhà tù và trại giam. Từ các bệnh viện tâm thần và trại điều trị bệnh nhân tâm thần. Nhiều du khách đến chỉ để xem. Bạn đã bao giờ thấy điều này chưa? Có những du khách xếp hàng để chụp ảnh điều đó. Họ thường là báo chí giả mạo. Và những bức ảnh thì thật tồi tệ. Họ không bao giờ cho bạn thấy. Bạn biết đấy, báo chí giả mạo không bao giờ nói về điều đó. Nhưng chúng ta có số lượng khủng bố khổng lồ đang vào đất nước của chúng ta. Ai cũng đang vào. Chúng ta có những người không thể nói ngôn ngữ này.
Tom Holman vĩ đại nói với tôi hôm trước, một người tuyệt vời. Anh ấy giống như diễn viên được chọn vai từ trung tâm tuyển diễn viên. Một người tuyệt vời. Anh ấy nói với tôi hôm trước rằng, trong 12 tháng qua, họ đã xác định được có 68 quốc gia khác nhau có đại diện vào đất nước chúng ta. Hầu hết mọi người thậm chí không biết rằng có nhiều quốc gia như vậy. Bạn thực ra có hơn 200 quốc gia, nhưng hầu hết mọi người không biết. Nhưng tôi muốn được biết đến như một điều. Vào năm 2016, có lẽ tôi đã thắng vì vấn đề biên giới. Tôi đã làm rất tốt. Tôi đã giải quyết vấn đề và biên giới đã ổn. Và vào năm 2020, mặc dù tôi nhận được nhiều triệu phiếu bầu hơn nữa, họ nói, thưa ngài, nếu ngài nhận được số phiếu tương tự như năm 2016, 63 triệu phiếu, ngài sẽ không thể thua. Tôi nhận được nhiều triệu phiếu hơn và tôi thua. Nhưng bạn biết đấy, chúng ta sẽ có một chiến thắng vĩ đại nhất trong lịch sử khi chúng ta làm được điều này. Một điều sẽ trở thành huyền thoại. Nhưng vào năm 2020, nhân viên của tôi sẽ nói, thưa ngài, không có ích gì khi ngài nói về vấn đề biên giới, không ai quan tâm. Tôi đã nói, tôi muốn nói về vấn đề biên giới, tôi đã làm rất tốt. Thưa ngài, không ai quan tâm. Đúng là vậy. Tôi nói về vấn đề biên giới và không ai quan tâm. Nhưng bây giờ họ quan tâm, vì bây giờ biên giới tệ hơn 25 lần so với năm 2016. Bây giờ biên giới thậm chí không thể tin được điều gì đang xảy ra. Và tôi muốn được biết đến là người bảo vệ biên giới của các bạn. Tổng thống, tôi sẽ được biết đến là tổng thống bảo vệ biên giới của các bạn. Còn Kamala sẽ được biết đến là tổng thống của cuộc xâm lược. Hãy để tất cả họ vào, để tất cả họ vào. Không, chúng ta phải cứu đất nước của mình. Đất nước chúng ta đang đi xuống. Nếu bạn nhìn vào những gì đang xảy ra với người Venezuela, họ đang chiếm lấy những khu đất rộng lớn ở Colorado. Và bạn có một thống đốc đảng Dân Chủ đang rất sợ hãi họ. Ông ấy sợ hãi. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như vậy. Và ông ấy không muốn nói về nó. Họ đã chiếm lấy các tòa nhà và đất đai của các bạn. Các bạn phải làm gì đó về chuyện này. Điều đó sẽ không xảy ra với Brooks Blackman. Tôi có thể nói với bạn ngay bây giờ. Bruce, liệu bạn có thể để những người từ một quốc gia nước ngoài như Venezuela vào không? Mà nhân tiện, tỷ lệ tội phạm của họ đã giảm 72% vì họ đã đưa tù nhân, băng đảng và kẻ buôn ma túy của mình và gửi tất cả sang Hoa Kỳ. Vì vậy, tỷ lệ tội phạm của họ giảm. Nhưng Bruce, liệu bạn có nói với người dân mà bạn bảo vệ rằng khi họ gọi điện, có rất nhiều người Venezuela ở đây, và họ có súng rất lớn, bạn sẽ nói, tôi thật sự không muốn làm gì về chuyện đó. Hay bạn sẽ nói, đừng lo lắng, chúng tôi sẽ có một lực lượng đến đó trong vài phút, và mọi chuyện sẽ kết thúc, đúng không? Tôi nghĩ vậy đấy. Không, ông ấy sẽ không đùa đâu. Ông ấy sẽ không đùa. Nhưng các bạn biết đấy, những người thực thi pháp luật này, họ sợ hãi ở những nơi này vì nó quá bạo lực. Họ chưa bao giờ gặp những con người như thế này. Đây là những người bạo lực mà họ đang cho vào đất nước của chúng ta. Thật sự là một cuộc xâm lược, và chúng ta sẽ không để điều đó xảy ra. Chúng ta sẽ bắt những người bạo lực đó và gửi họ trở lại đất nước của họ. Và nếu họ quay trở lại, họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Cảm ơn các bạn. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đây không phải là điều mà bất kỳ quốc gia nào có thể chịu đựng được. Điều này không thể duy trì được. Còn ở Springfield, Ohio thì sao? Họ đã đón nhận 32.000 người nhập cư bất hợp pháp. Đây là một thị trấn nhỏ xinh đẹp, không có tội phạm, không có vấn đề gì. 32.000 người nhập cư bất hợp pháp đã vào thị trấn này, tăng gần gấp đôi dân số của họ chỉ trong vài tuần. Các bạn có tin được không? Và các bạn biết đấy, họ cần phải mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tôi sẽ đến đó trong 2 tuần tới. Tôi sẽ đến Springfield và tôi sẽ đến Aurora. Các bạn có thể sẽ không gặp lại tôi nữa, nhưng không sao. Tôi phải làm những gì tôi phải làm. Điều gì đã xảy ra với Trump vậy? À, ông ấy không bao giờ rời khỏi Springfield. Tôi đang dẫn đầu ở Ohio với khoảng 15 điểm. Đó là một con số lớn.
và chúng ta sẽ chăm sóc Ohio, và chúng ta sẽ làm những gì cần làm. Chúng ta sẽ chăm sóc Colorado, và chúng ta sẽ chăm sóc từng tiểu bang trong liên bang. Tất cả đều đang bị bao vây. Nhiều người không nói về điều này, nhưng hãy nghĩ xem, thị trưởng của Springfield, tôi nghĩ ông ấy là một người rất tốt. Nhưng thay vì nói, chúng tôi sẽ đuổi hết bọn họ ra ngoài, chúng tôi sẽ đuổi họ đi, thì ông ấy lại đơn giản nói rằng, chúng tôi đang thuê giáo viên để dạy họ tiếng Anh. Các bạn có tin nổi không? Chúng ta đang thuê phiên dịch viên, để khi họ đến trường và chiếm chỗ của con cái chúng ta sẽ có một phiên dịch viên riêng cho từng người. Chuyện quái gì đang xảy ra với đất nước của chúng ta vậy? Không không, chúng ta sẽ đuổi họ ra khỏi đất nước của chúng ta. Họ đã vào một cách bất hợp pháp. Họ đang phá hủy đất nước của chúng ta. Chúng ta sẽ đuổi họ ra, đưa họ trở về nơi họ đến. Tôi sẽ bảo vệ đất nước của chúng ta. Hãy suy nghĩ mà xem. Bà ấy sẽ đầu hàng đất nước của chúng ta. Đó là những gì họ đang làm. Họ vẫn từ chối thừa nhận rằng những người này cần phải bị trục xuất. Và bạn bắt đầu với những kẻ giết người, những kẻ buôn ma túy. Bạn bắt đầu đuổi chúng ra và nói với chúng rằng nếu chúng quay trở lại, chúng sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng để tôi nói cho các bạn biết điều thật sự cần làm. Một số kẻ xấu đến mức bạn không thể mạo hiểm đuổi chúng đi vì chúng sẽ quay lại. Bạn phải nhốt chúng lại và chúng sẽ phải ở đó trong một thời gian dài. Và khi chúng biết điều đó, bạn sẽ thấy một sự thay đổi lớn. Như các bạn đã biết, ở đây trên Long Island, các chính sách biên giới mở của Kamala Harris và thật sự là chính sách của bà ấy và cánh tả, tôi gọi là cánh tả, đã nhập khẩu hàng nghìn thành viên băng đảng MS-13. Tôi không biết Long Island có gì đặc biệt, nhưng các bạn biết đấy, tôi đã trục xuất hàng nghìn tên tội phạm ra khỏi đây. Các bạn có nhớ câu chuyện không? Các bạn nhớ khi tôi nhậm chức tổng thống và MS-13 luôn trong tâm trí tôi, vì tôi đã thấy ở Long Island, hai cô gái xinh đẹp đang đi học, chỉ mới 16 tuổi, và một băng nhóm MS-13 của những kẻ biến thái đã bắt cóc các cô gái đó và xẻ họ thành từng mảnh. Không phải bằng súng, chúng không muốn dùng súng. Chúng giết hai cô gái đó và xẻ họ thành từng mảnh nhỏ. Tôi không bao giờ quên điều đó. Và sau đó tôi phát hiện ra rằng những chuyện như vậy đang xảy ra ở khắp nơi. Bất cứ nơi nào có MS-13, băng đảng tồi tệ nhất ở bất cứ đâu. Điều duy nhất tốt về điều đó là chúng khiến các băng đảng của chúng ta trông như những người rất tốt. Tôi muốn nói với các bạn, đây là những kẻ tồi tệ nhất. Chúng là những con thú. Và Nancy Pelosi đã nói rằng bạn không nên gọi người khác là thú Phật. Điều đó không phù hợp. Nhưng chúng là thú Phật. Đó là triết lý của tôi. Và tôi đã đến Tòa Bạch Ốc và nói rằng chúng có rất nhiều ở Ohio, rất nhiều ở mọi tiểu bang. Và tôi đã nói rằng tôi muốn đưa MS-13 ra khỏi đây. Chúng đến từ nhiều nơi, một chút ở phía nam Mexico, và cả từ Mexico nữa. Tôi nói với họ rằng tôi muốn đưa bọn chúng ra ngoài. Và một tướng đã nói, thưa ngài, tôi xin lỗi. Thưa ngài, các quốc gia đó sẽ không cho phép chúng ta đưa bọn chúng trở lại trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Họ không muốn nhận lại chúng nữa. Tôi hỏi chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi? Nhiều năm rồi, thưa ngài, dưới thời Barack Hussein Obama. Có ai đã từng nghe đến ông ta không? Nhiều năm rồi, thưa ngài, dưới thời chính quyền Barack Hussein Obama, chuyện gì đã xảy ra? Nhiều năm rồi, thưa ngài, họ không chịu nhận đại chúng. Các bạn biết họ làm gì không? Họ sẽ đưa Honduras. Được rồi, hãy nghĩ mà xem. Họ sẽ đưa máy bay và cho chúng hạ cánh trên đường băng. Đưa máy bay đến El Salvador hoặc các quốc gia khác. Một số băng đảng tồi tệ nhất. Họ đưa máy bay thương mại lớn đến. Nên khi một chiếc máy bay chở 200 hoặc 300 kẻ giết người MS-13 đến, bạn không thể hạ cánh máy bay đó. Họ nói, thưa ngài, chúng tôi không thể đưa chúng trở lại. Tất cả các tuyến đường xe buýt đều bị chặn. Chúng tôi không thể đưa xe buýt vào. Và khi họ biết máy bay đang đến, họ đưa máy bay khác ra đường băng. Thưa ngài, chúng tôi sẽ không thể làm được. Tôi nói, tôi nghĩ các bạn sẽ làm được. Chúng ta chi bao nhiêu tiền cho họ để phát triển kinh tế cho ngôi nhà của các nhà độc tài đó? Tôi hỏi, chúng ta chi bao nhiêu tiền cho họ, thưa tướng quân? Tôi sẽ báo cáo lại cho ngài, thưa ngài. Hôm sau, ông ấy quay lại và nói, thưa ngài, chúng ta chi cho họ 750 triệu đô la mỗi năm. Đó là một số tiền lớn. Để tôi nói cho các bạn nghe, đó là một số tiền rất nhỏ so với một số khoản tiền mà chúng ta chi ra, nhưng đó vẫn là số tiền lớn. Tôi nói, hãy thông báo cho các quốc gia đó rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, họ sẽ không nhận được khoản tiền nào nữa. Họ sẽ không nhận được khoản tiền nào. Họ đã không thực hiện nghĩa vụ của mình. Họ không cho phép chúng ta đưa những người mà họ đã đẩy vào đất nước của chúng ta thông qua các đoàn lữ hành trở lại. Hãy thông báo cho họ. Và ngày hôm sau, tôi đến phòng bầu dục từ sớm, và tôi nhận được các cuộc gọi từ ba quốc gia khác nhau.
riêng lẻ từng quốc gia. Thưa ngài, dường như có một vấn đề hoặc hiểu lầm gì đó. Tôi nói đúng vậy, có một sự hiểu lầm. Các ông không nhận lại những kẻ MS-13 mà các ông đã đưa vào đất nước chúng tôi. Các ông không nhận lại chúng, và tôi sẽ không cấp bất kỳ khoản tiền nào cho các ông nữa, mãi mãi. Các ông sẽ không nhận được một xu nào. Và trong tất cả các trường hợp, họ nói đại loại như, thưa ngài, điều này tồi tệ đến mức tôi không biết về chuyện này. Tôi ước gì mình biết. Chúng tôi rất sẵn lòng nhận lại MS-13 vào đất nước chúng tôi. Chúng tôi yêu thương chúng rất nhiều. Chúng tôi sẽ nhận lại chúng, thưa ngài. Và ngày hôm đó, buổi chiều hôm đó, chúng tôi bắt đầu trục xuất hàng ngàn kẻ ra khỏi đất nước chúng ta. Những tội phạm hung ác đang tràn vào đất nước chúng ta. Các quốc gia khác rất thông minh. Họ không muốn giữ những kẻ này. Đó là lý do vì sao rất nhiều người từ các nhà tù ở Congo, Châu Phi, Trung Đông và khắp nơi trên thế giới, kể cả châu Á, đang đến đây. Khi hỏi họ từ đâu đến, câu trả lời là Congo. Khi hỏi họ làm gì ở đó, họ nói chúng tôi sẽ không nói. Điều gì đang xảy ra với đất nước của chúng ta? Chúng ta đang phá hủy nền tảng của cuộc sống ở Mỹ, và chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận điều này. Bạn cần loại bỏ những kẻ đó. Hãy cho tôi cơ hội. Bạn sẽ có một New York an toàn chỉ trong 3 tháng. 3 tháng. Đối với mọi người dân New York đang bị làn sóng tội phạm nhập cư khủng bố, ngày 5 tháng 11 sẽ là ngày giải phóng của các bạn. Bạn đang sống trong địa ngục, và tôi sẽ chấm dứt điều đó. Tôi sẽ triển khai một lực lượng đặc nhiệm liên bang tinh nhuệ, những người tôi đã biết rõ và có khả năng xử lý tàn dư của MS-13. Vấn đề là tôi đã trục xuất chúng, nhưng chúng quay trở lại như thể không có chuyện gì xảy ra. Chúng ta sẽ loại bỏ MS-13 và tất cả các băng đảng nước ngoài, cũng như mạng lưới tội phạm có tổ chức đang hoạt động trên đất Mỹ. Chúng đang đến hàng triệu, không phải là hàng trăm. Hãy nghĩ mà xem, có thể là 21 triệu người. Đó thậm chí là một con số ước lượng thấp. Chúng ta có thể làm tất cả những điều này và hơn thế nữa. Những người dân New York yêu nước phải đứng lên. Mọi người phải đứng lên và đi bầu cử. Harry, đứng dậy đi. Đứng lên, Harry. Harry, hãy bỏ cái mông nặng của cậu khỏi ghế sofa. Hôm nay cậu phải bầu cho Trump. Đứng dậy nào, Harry. Đi nào, Harry. Chúng ta phải đi bầu. Tôi tin rằng chúng ta sẽ có phiếu bầu. Điều thú vị là những người theo đạo Cơ Đốc thường không đi bầu nhiều. Nếu họ đi bầu, bạn sẽ không bao giờ thua. Chủ sở hữu súng, tôi có sự ủng hộ toàn diện từ NRA từ đầu. Nhưng những người sở hữu súng không đi bầu, nghĩa là không bầu với số lượng đáng lẽ phải có. Rất ít người bầu, có thể vì sự nổi loạn, ai mà biết. Những người sở hữu súng phải ra ngoài và bầu cử. Những người theo đạo Cơ Đốc cũng phải đi bầu. Một số nhóm không đi bầu như họ nên làm, nhưng chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng tôi vui mừng được tham gia tối nay cùng với các thành viên đáng kinh ngạc, những chiến binh thực thụ. Một trong số họ, tôi rất yêu quý vì những gì cô ấy đã làm ở Harvard. Elise Stefanik, cô ấy tuyệt vời. Elise đâu rồi? Cảm ơn Elise. Mark Molinaro tuyệt vời. Nick LOD. Cảm ơn Nick. Anh ấy đang làm rất tốt. Anthony Tippo. Tôi đã ủng hộ anh ấy rất nhiều và anh ấy đang làm rất tốt. Cảm ơn Anthony. Brandon Williams cũng đang làm rất tốt. Cảm ơn Brandon. Nick Langworthy là một người tuyệt vời. Claudia Tenney đâu rồi? Claudia cũng tuyệt vời. Các ứng viên quốc hội như Mike Letry, anh ấy đang dẫn đầu. Alison Esposito cũng rất mạnh mẽ.
Cảm ơn Allison. Mike Sapirakon. Mike, anh phải thắng. Chúng ta phải thắng. We got to win that one, Mike. You can do that. You can do that. Cựu thượng nghị sĩ và một người bạn lâu năm của tôi, Al Damato, một người đàn ông tốt, một luật sư tuyệt vời. Right? Good man. A good man. Ông ấy đã giúp tôi rất nhiều trong cuộc luận tội đầu tiên và cuộc luận tội lần hai. Cả hai đều là trò lừa. Lee Zeldin. Một phần lớn trong chiến dịch của chúng ta, và tôi muốn mang ông ấy tới Washington. Ông ấy là một luật sư tài giỏi. Đại sứ Israel David Friedman cũng tuyệt vời, và một thị trưởng cũng rất xuất sắc. Thị trưởng, một người khá khiêm tốn. Đã xử lý tội phạm ở New York khi tình hình vô cùng tệ, giống như ngày nay. Ông ấy biến New York thành thành phố lớn an toàn nhất thế giới. Rudy Giuliani. Boy. Rudy. That's, isn't that great? And his son. Và con trai ông, Andrew Giuliani, là một tay góp cừ khôn. Nhiều người nói Andrew chơi không giỏi, nhưng tôi có thể khẳng định cậu ấy thực sự giỏi. Cảm ơn Andrew. Thank you, Andrew. Did a good job. And a very beautiful. Tôi đã mang đến vài món quà cho một cậu bé rất dũng cảm, Liam. Đó là lý do tôi đến muộn hôm nay. Tôi hỏi Liam, con nghĩ sao về đám đông hơn 20.000 người hôm nay? Có rất nhiều người còn đang ở ngoài kia, theo dõi qua màn hình lớn. Chào các bạn ngoài kia. Hy vọng các bạn đang thưởng thức sự kiện qua những màn hình lớn tuyệt vời. Liam LaCastro là một chàng trai tuyệt vời, đã trải qua nhiều điều khó khăn. Nhưng cậu ấy sẽ sớm ổn thôi, đúng không Liam? Tôi đã tặng cậu ấy những món quà đẹp nhất. Cậu ấy là một đứa trẻ tuyệt vời với gia đình tuyệt vời. Cùng với chúng tôi, hôm nay là thành viên của Liên đoàn Lính Cứu Hỏa thành phố New York, Local 94. Cảm ơn các anh. Những con người phi thường. Để vinh danh họ, tôi chính thức công bố tối nay rằng, khi trở thành Tổng thống, tôi sẽ chính thức biến khu vực Ground Zero tại Trung tâm Thương mại Thế giới thành một tượng đài quốc gia, được chính phủ Hoa Kỳ bảo vệ và duy trì, để tưởng nhớ những người đã khuất sẽ được lưu giữ mãi mãi. Đó là mảnh đất thiêng liêng, và mọi người xứng đáng được điều đó. Tôi đã gặp họ vào tuần trước trong một buổi lễ tuyệt đẹp, gặp gỡ rất nhiều con người tuyệt vời. Những người New York đã tạo ra bảo tàng tưởng niệm quốc gia 9 tháng 11 thật sự đã làm một công việc tuyệt vời. Và tôi muốn đảm bảo rằng công việc xuất sắc đó sẽ được duy trì mãi mãi. Chúng ta chỉ còn 48 ngày nữa là đến cuộc bầu cử quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ. Quan trọng nhất. Hãy đứng lên. Họ không ghi tên bạn. Hãy quay lại và đứng lên. Đây là người bạn của tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều lần. Và tôi rất cảm kích. Now you can stand up. They didn't put your name down. Turn around. Who is he? Name him. He took care of business, right? It's
Cảm ơn bạn. Cảm ơn người bạn tuyệt vời của tôi. Kamala Harris ủng hộ mở cửa biên giới rộng rãi. Tội phạm và khủng bố đang tràn vào đất nước của chúng ta. Lạm phát ngày càng cao hơn, thậm chí còn cao hơn 4 năm qua, vốn đã là kỷ lục. Kamala muốn mở rộng tòa án tối cao. Tôi đã nghe điều này hôm nay. Có thể họ muốn 11 thẩm phán, có thể 13, vì đó là con số không may mắn. Nhưng thay vì 9 thẩm phán, Kamala có thể muốn đưa số lượng lên tới 25 để thao túng hệ thống như họ đã thao túng mọi thứ khác, bao gồm cả bầu cử. Và điều tệ nhất là bà ấy thực sự muốn xóa bỏ lực lượng cảnh sát. Tôi đã nói điều này trước đây. Nếu bạn muốn cắt giảm ngân sách cảnh sát, thậm chí chỉ trong một ngày, bạn không đủ điều kiện để trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Vì ai muốn cắt giảm cảnh sát, chúng ta không thể có điều đó. Chúng ta sẽ không để đất nước của chúng ta thất bại. Nó quá vĩ đại. Và bạn biết không, nếu chúng ta không chiến thắng trong cuộc bầu cử này, rất có thể chúng ta sẽ không có cơ hội khác. Bạn phải ra ngoài, phải đi bầu. Kamala đã hứa sẽ xóa bỏ ICE. Bà ấy ủng hộ việc cung cấp chăm sóc y tế miễn phí cho người nhập cư bất hợp pháp. Bạn thì không được điều đó. Đây là những điều bà ấy đã ủng hộ trong nhiều năm qua. Nhưng bây giờ bà ấy nói rằng có lẽ mình đã sai. Kamala muốn cấp quyền cho amnesty và quốc tịch cho tất cả người nhập cư bất hợp pháp. Điều này sẽ làm phá sản hoàn toàn hệ thống an sinh xã hội và Medicare. Bà ấy muốn đưa người nhập cư vào hệ thống này, đảm bảo phá sản đó. Bà ấy còn nói rằng chúng ta không được gọi người nhập cư là bất hợp pháp nữa, cũng không được nói đến khủng bố Hồi giáo cực đoan. Điều tồi tệ nhất là trong 3.5 năm, bà ấy chịu trách nhiệm về biên giới. Bà ấy đã để mất hơn 325.000 trẻ em di cư. Nhiều trong số đó đã bị buôn bán, bị tấn công tình dục. Thậm chí nhiều trẻ em đã chết. Hãy tưởng tượng con số đó. Như sân vận động Yankee chật kín nhiều lần. Khi còn là tổng trưởng lý California, bà ấy đã định nghĩa lại các tội danh nghiêm trọng như buôn bán trẻ em, tấn công bằng vũ khí nguy hiểm và cưỡng hiếp người bất tỉnh là các tội không bạo lực. Bà ấy cũng cam kết cấm fracking và đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu khí đốt tự nhiên, gây thiệt hại cho bang Pennsylvania. Kamala ủng hộ mức thuế từ 70-80%, và cách duy nhất của bà ấy để giải quyết lạm phát là áp đặt các biện pháp kiểm soát giá cả theo kiểu độc tài, điều mà chưa bao giờ hiệu quả. Bà ấy cũng cam kết xóa bỏ dịch vụ chăm sóc y tế tư nhân, buộc tất cả mọi người vào một hệ thống chăm sóc y tế do chính phủ điều hành với thuế cao và thời gian chờ đợi dài đến nguy hiểm. Thậm chí bà ấy còn ủng hộ việc cung cấp các ca phẫu thuật chuyển giới miễn phí cho người nhập cư bất hợp pháp trong các trại giam. Tất cả đều bằng tiền thuế của người dân. Hãy nghĩ về điều đó. Họ vào nước ta bất hợp pháp và yêu cầu thay đổi giới tính. Và bà ấy hoàn toàn đồng ý. Tôi chắc chắn vợ bà ấy sẽ phủ nhận. Nhưng đó là quan điểm của bà. Năm 2021, Joe Biden đã giao cho Kamala Harris nhiệm vụ mang băng thông rộng đến các vùng nông thôn Mỹ với ngân sách 42 tỷ đô la. 3 năm sau, cho đến giờ, không một ngôi nhà nào được kết nối. Mọi người đều tự hỏi số tiền đó đã đi đâu. 42 tỷ đô la, và không một ngôi nhà nào có Internet. Ở miền Trung Tây, họ xây dựng 8 trạm sạc xe điện với các trạm xăng điện, và chi hết 9 tỷ đô la cho 8 trạm sạc này.
Tôi sẽ xóa bỏ lệnh bắt buộc xe điện ngay lập tức. Elon Musk là một người tuyệt vời, và anh ấy làm ra những chiếc xe tuyệt vời. Một số người thích xe điện, một số người không. Xe của anh ấy rất tốt, có lẽ là sản phẩm tốt nhất tôi từng nghe. Nhưng xe điện vẫn còn hạn chế, và nhiều người không muốn xe của mình được sản xuất ở Trung Quốc. Tôi sẽ khôi phục ngành công nghiệp ô tô. Chúng ta sẽ có xe chạy xăng, xe hybrid, xe điện. Tôi cũng nghe về công nghệ hydro gần đây. Nhưng nếu nó phát nổ, bạn sẽ chết ngay lập tức. Và điều đó không hề đẹp mắt. Vậy nên tôi sẽ tạm bỏ qua đó. And when that happens, it's not a pretty picture. So I think I'll take a pass on that one if you don't mind for a while. And just today, và chỉ hôm nay, ba cơ quan của chính quyền Kamala Harris và Joe Biden, Văn phòng Tình báo Quốc gia và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở Hạ tầng vừa phát hành một báo cáo xác nhận rằng tác nhân từ Iran đã hack vào tài khoản email của chiến dịch Trump và sau đó cố gắng chuyển tài liệu đã hack được cho chiến dịch Biden-Harris. Họ đã chuyển tất cả tài liệu cho Biden vì ông ấy đang hợp tác với Iran. Và Iran không thích tôi lắm vì họ đã sẵn sàng ký một thỏa thuận. Nhưng chúng tôi lại có một cuộc bầu cử gian lận và bị đánh cắp. Nhìn vào thế giới hiện giờ mà xem. Iran đã hack chiến dịch của tôi. Tôi không biết họ tìm thấy gì. Tôi cũng muốn biết. Có lẽ không có gì quá thú vị. Nhưng họ đã đưa nó cho chiến dịch Biden. Tôi không thể tin được. À mà cũng có thể. Đây mới là sự can thiệp bầu cử từ nước ngoài thực sự, chứ không phải là những trò bịp bợm mà họ đã đổ lên đầu tôi với câu chuyện Nga trong nhiều năm qua. Bạn nhớ không? 51 nhân viên tình báo đã nói rằng chiếc laptop từ địa ngục là do Nga làm. Nhưng thực ra đó là của Hunter. Chúng ta đã mất 2.5 năm với chuyện đó. Cuối cùng, Mueller đã thừa nhận rằng trong hàng triệu cuộc gọi, Trump không hề gọi một cuộc nào đến Nga. Họ đã kiểm tra từng cuộc gọi mà tôi thực hiện và không có lấy một cuộc gọi đến Nga. Rất nhiều người đã xin lỗi, nhưng vẫn chưa đủ. Họ đã lãng phí thời gian và tiền bạc, tiêu tốn hàng trăm triệu đô la chỉ để săn đuổi tôi mà không thu được gì. Chúng ta không thể để sự điên rồ này tiếp diễn nữa. Chưa đầy 2 tháng nữa, chúng ta sẽ nói với Kamala rằng chúng ta đã chịu đủ rồi. Kamala, bà là một phó tổng thống tồi tệ và sẽ là một tổng thống còn tệ hơn. Chúng ta sẽ không chịu đựng thêm nữa. Kamala, bà bị sa thải. Cút đi. Bà bị sa thải. Đó là một câu nói từ chương trình The Apprentice. Chương trình đó có phải là tuyệt vời không nhỉ? Trong 4 năm tới, chúng ta sẽ chứng kiến những năm tháng vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ngay từ ngày đầu tiên, tôi sẽ đóng cửa biên giới và chấm dứt làn sóng di cư khổng lồ. Một cuộc xâm lược mà chưa quốc gia nào từng thấy trước đây. Chúng ta sẽ dừng lại ngay lập tức. Chúng ta sẽ thực hiện chiến dịch trục xuất tội phạm lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Đưa tất cả bọn họ ra khỏi đất nước.
Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ trở thành nhà sản xuất năng lượng hàng đầu thế giới, vượt xa các quốc gia khác. Hãy nghĩ mà xem, chúng ta có nhiều hơn cả Ả Rập Saudi, có nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, đặc biệt khi tái khởi động các dự án ở Alaska, điều mà tôi sẽ làm ngay lập tức. Chúng ta sẽ sử dụng tài nguyên của mình cùng với sự phát triển kinh tế để bắt đầu trả nợ quốc gia. Hiện chúng ta đang nợ 35.000 tỷ đô la. Chúng ta đã sẵn sàng thực hiện điều đó, nhưng rồi bị COVID-19 cản trở. Chúng ta đã phải tập trung vào nó. Tôi đã được đánh giá cao về việc tiêu diệt ISIS. Chúng ta đã quét sạch 100% ISIS chỉ trong 4 tuần. Dù trước đó họ dự kiến sẽ mất 4 hoặc 5 năm. Nhưng tôi không được đánh giá cao về COVID vì họ không muốn thừa nhận. Sự thật là chúng ta đã làm được một công việc đáng kinh ngạc. Virus đến từ Trung Quốc, từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, và chúng ta đã xử lý rất tốt. Tôi sẽ biến Hoa Kỳ trở thành cường quốc sản xuất lớn hơn bao giờ hết. Chúng ta sẽ mang ngành công nghiệp ô tô trở lại. Các quốc gia khác bắt chúng ta trả thuế khi kinh doanh với họ, và chúng ta cũng sẽ áp thuế tương tự khi họ đưa sản phẩm vào Hoa Kỳ. Các quốc gia khác, không chỉ Trung Quốc, mà còn nhiều nước đồng minh, cũng lợi dụng chúng ta trong lĩnh vực thương mại và quân sự, đặc biệt là với NATO. Điều này sẽ được gọi là đạo luật thương mại đối ứng Trump. Nếu Trung Quốc hoặc bất kỳ quốc gia nào đánh thuế chúng ta 200%, 100% hay 300%, thì chúng ta cũng sẽ áp thuế tương tự lên họ. Thông điệp của tôi rất đơn giản. Hãy sản xuất sản phẩm của bạn ngay tại Mỹ và bạn sẽ không phải trả thuế. Họ đang vào đây mà bạn không thể tin nổi. Và điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là chúng ta sẽ thu về rất nhiều tiền từ thuế. Nhưng chúng ta không muốn điều đó. Chúng ta muốn họ sản xuất sản phẩm ngay tại Mỹ. Chúng ta sẽ đưa ngành công nghiệp ô tô quay trở lại. Hiện tại, Trung Quốc đang xây dựng một số nhà máy ô tô lớn nhất thế giới ở Mexico. Họ dự định sản xuất hàng triệu chiếc xe và bán qua biên giới mà không phải đóng thuế. Chúng ta sẽ áp thuế lên tất cả những chiếc xe đó đến mức họ không thể bán được. Chúng ta muốn họ xây dựng nhà máy tại Hoa Kỳ và thuê nhiều người lao động ở đây. Trong số những người có mặt ở hội trường này, và điều đó sẽ xảy ra. Chúng tôi cũng có một điều đơn giản nhưng thông minh mà nhiều người đã hỏi. Làm sao ông nghĩ ra điều này? Đó là không thu thuế tiền tip. Vì vậy, nếu bạn là một bồi bàn, một người lái xe hay một nhân viên phục vụ, bạn sẽ không phải trả thuế cho tiền tip. Và điều tốt hơn nữa, không thu thuế cho giờ làm thêm. Và chúng ta sẽ thực hiện điều đó. Không giống như ông ấy với khoản nợ sinh viên, chỉ là lời nói suông. Chúng tôi sẽ hoàn thành mọi thứ. Bạn nhớ câu nói không? Hứa là giữ lời, đó là tôi. Và đây là điều dành cho những người cao tuổi. Không thu thuế cho phúc lợi an sinh xã hội. Không còn thu thuế cho phúc lợi an sinh xã hội. Bạn xứng đáng với điều đó. Vì bạn đã sống một cuộc đời đầy khó khăn với lạm phát cao nhất, có lẽ là cao nhất trong lịch sử đất nước. Giờ đây bạn sẽ không phải trả thuế cho phúc lợi an sinh xã hội của mình.
Tôi sẽ luôn bảo vệ an sinh xã hội và Medicare, trong khi họ sẽ phá hủy chúng. Họ đang đưa người nhập cư đến khắp mọi nơi, bao gồm cả ở đó. Trong khi người lao động Mỹ đang cố gắng bắt kịp, chúng ta sẽ áp dụng tạm thời mức trần lãi suất thẻ tín dụng, giới hạn ở mức khoảng 10%. Chúng ta sẽ không thể để họ tính lãi suất 25% hay 30%. Chúng ta sẽ chấm dứt trò lừa đảo về Green New Deal và tiết kiệm hàng nghìn tỷ đô la. Bởi đây là một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử. Bạn còn nhớ khi họ nói về nóng lên toàn cầu không? Giờ họ không nói thế nữa. Họ gọi là biến đổi khí hậu, vì thực tế là hành tinh đang trở nên mát mẻ hơn. Biến đổi khí hậu, Chuck, biến đổi khí hậu khác đấy. Chuck Zito đang ở hàng đầu kìa. Tôi cảm thấy an toàn. Chuck, bạn có sợ biến đổi khí hậu không? Bây giờ họ không còn nói về nóng lên toàn cầu nữa, vì điều đó không hiệu quả lắm khi khí hậu là mát mẻ hơn. Họ gọi là biến đổi khí hậu, vì dù nóng lên hay lạnh đi, cái tên vẫn phù hợp. Chúng ta sẽ lấy tất cả số tiền đó từ cái gọi là Green New Scam. Một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử. Và chúng ta sẽ chi tiêu nó vào các con đường, cầu và cơ sở hạ tầng thực sự. Chúng ta sẽ trả nợ. Không phải những cơ sở hạ tầng giả mạo đang gây ra lạm phát mà chẳng mang lại lợi ích gì cho đất nước. Tôi sẽ giải quyết cuộc chiến ở Ukraine. Tôi đã có mối quan hệ tốt với Putin và Zelensky. Và tôi sẽ chấm dứt sự hỗn loạn ở Trung Đông. Một lá phiếu cho Kamala Harris là một lá phiếu để xóa sổ Israel. Đó là điều sẽ xảy ra. Israel sẽ không tồn tại trong 2 năm tới. Và hiện giờ chúng ta đang tiến gần đến Thế chiến 3 hơn bao giờ hết. Tôi sẽ đứng về phía Israel và chúng ta sẽ mang lại hòa bình qua sức mạnh. Chúng ta sẽ không có chiến tranh ở Trung Đông, không có chiến tranh với Nga và Ukraine. Khi tôi còn làm tổng thống, chúng ta không có chiến tranh nào khác ngoài ISIS, và tôi đã tiêu diệt họ. Chúng ta đã tiêu diệt al-Baghdadi, người sáng lập ISIS. Chỉ trong 4 tuần, thay vì 4 đến 5 năm như dự kiến. General Raisin Kane, what's your name? Kane, sir, what's your first name? Well, they call me Raisin. I said, your name is Raisin Kane. That's the general I was looking. He did it in 4 weeks. The Russian attack on Ukraine. Cuộc tấn công của Nga vào Ukraine và vụ tấn công ngày 7 tháng 10 tại Israel sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi còn làm tổng thống. Hãy tưởng tượng thế giới sẽ ra sao nếu không có cuộc chiến Nga-Ukraine, không có thảm họa ngày 7 tháng 10 ở Israel và Trung Đông. Mọi thứ đang bùng nổ hơn 50 năm qua. Chúng ta sẽ có sự thống trị năng lượng và không còn lạm phát. Chúng ta sẽ không để gian lận bầu cử xảy ra nữa. Chúng ta sẽ xây dựng lại các thành phố, bao gồm cả Washington DC, để chúng trở nên an toàn, sạch sẽ và đẹp đẽ một lần nữa. Hiện tại thủ đô của chúng ta rất nguy hiểm. Bạn có thể bị tấn công hoặc cướp bóc khi đi xuống đó. Chúng ta sẽ giữ đồng đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ của thế giới. Trung Quốc muốn chiếm lấy vị trí đó, và nếu điều đó xảy ra, nó sẽ giống như thua một cuộc chiến, khiến chúng ta trở thành nước thế giới thứ ba. Chúng ta sẽ giữ đồng đô la và đồng tiền dự trữ. Điều này sẽ dễ dàng. Đây là cách chúng ta chấm dứt kỷ nguyên lạm phát, hỗn loạn và đau khổ dưới thời Kamala và Joe. Chúng ta sẽ mang lại sự an toàn, thịnh vượng và hòa bình cho mọi người dân Mỹ, bất kể chủng tộc, tôn giáo, màu da hay tín ngưỡng. Chúng ta sẽ cung cấp mức thuế thấp, quy định thấp, chi phí năng lượng thấp, lãi suất thấp và lạm phát thấp, để mọi người có thể mua sắm thực phẩm, xe hơi và nhà ở. Chúng ta sẽ ngăn chặn cuộc xâm lược.
chấm dứt tội phạm nhập cư, hỗ trợ cảnh sát và củng cố quân đội. Tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 77 đến Không quân Hoa Kỳ. Nếu bạn nhớ, tôi đã tạo ra lực lượng không gian, lực lượng mới nhất kể từ Không quân, và sắp kỷ niệm 5 năm. Lực lượng không gian đã trở nên rất quan trọng. Chúng ta sẽ xây dựng một lá chắn tên lửa xung quanh đất nước, loại bỏ lý thuyết chủng tộc phê phán và sự điên rồ về chuyển giới khỏi trường học, và ngăn đàn ông thi đấu trong thể thao nữ. Chúng ta sẽ bảo vệ tu chính án thứ hai, khôi phục tự do ngôn luận và đảm bảo an ninh bầu cử cũng như biên giới. Mọi người sẽ thịnh vượng, mọi gia đình sẽ phát triển, và mỗi ngày sẽ tràn đầy cơ hội và hy vọng. Nhưng để điều đó xảy ra, chúng ta phải đánh bại Kamala Harris và đảng Dân Chủ thối nát. Chúng ta phải ngăn chặn chương trình nghị sự tự do của họ. Vào ngày 5 tháng 11, chúng ta sẽ cứu nền kinh tế, giải cứu tầng lớp trung lưu, giành lại chủ quyền và khôi phục biên giới. Chúng ta sẽ đặt nước Mỹ lên hàng đầu và giành lại đất nước của chúng ta. Vì cùng nhau, chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại, giàu có trở lại, khỏe mạnh trở lại, mạnh mẽ trở lại, tự hào trở lại, an toàn trở lại, và tự do trở lại. Và chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng tôi yêu New York.